Chương 2. Vậy, trước hết mọi sự ta dặn rằng phải khẩn nguyện, cầu xin, kêu vang, tạ ơn cho mọi người, cho các vua, cho hết thảy các bậc cầm quyền, để chúng ta được lấy điều nhân đức và thành thật, mà ở đời cho bình tịnh, yên ổn. Ấy là một sự lành và đẹp mắt Đức Chúa Trời là cứu Chúa chúng ta, Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật. Vì chỉ có một Đức Chúa Trời và chỉ có một đấng trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Giêsu Christ là người. Ngài đã phó chính mình Ngài làm giá chuộc mọi người. Ấy là lời chứng đã làm đúng kỳ, ta nói thật, không nói dối. Vì lời chứng ấy, ta được cử làm thầy giảng, làm sứ đồ và giáo sư cho dân ngoại, để dạy họ về đức tin và về lẽ thật. Vậy, ta muốn những người đàn ông đều giơ tay thánh sạch lên trời, mà cầu nguyện khắp mọi nơi, chứ có giận dữ và cãi cọ. Ta cũng muốn rằng những người đàn bà ăn mặc một cách gọn ghẽ, lấy nết na và đức hạnh, dồi mình, không dùng những tóc, dốc, vàng, châu ngọc và quần áo quý giá, nhưng dùng việc lành, theo lẽ đương nhiên của người đàn bà tin kính Chúa. Đàn bà phải yên lặng mà nghe dạy, lại phải vâng phục mọi đàn. Ta không cho phép đàn bà dạy dỗ, cũng không được cầm quyền trên đàn ông, nhưng phải ở yên lặng, vì Adam được dựng nên trước nhất, rồi mới tới Eva. Lại không phải Adam bị dỗ dành, bèn là người đàn bà bị dỗ dành mà sa vào tội lỗi. Do vậy, nếu đàn bà lấy đức hạnh mà bền đổ trong đức tin, trong sự yêu thương và trong sự nên thánh, thì sẽ nhân đẻ con mà được cứu rỗi.